Bữa nay lại anh em mình kéo nhau đi nhậu anh em ơi. Ê, đâu hết trơn rồi ta? Chết mẹ nó quên nó trời. Bữa nay 8 tháng 3 mấy bạn mình dắt ghệ đi chơi hết trơn rồi. Còn mình ở nhà không à. Má lỡ ai không có đồ có cặp hết trơn. Nằm ở nhà chờ queo cho con chó. Bạn mình nào không có ghệ chứ không biết sao mình không có nữa. Năm nào ngày này hả ai cũng rộn ràng đi chơi ngoài đường chứ. Còn mình nằm ở nhà chơi liên quân. Bấm điện thoại lướt Facebook. Má tính ra mình cũng đẹp trai nó có xấu đâu trời. Sao không kỳ cục vậy ta? Chắc là duyên chưa tới rồi. Má bữa nay chắc nhậu mình nên luôn quá. Anh em bạn bè đi chơi ghệ hết trơn. Đâu còn ai nhớ tới thằng bạn già này. Giờ này cái mấy ảnh chở ghệ mấy ảnh đi quán tùm quán chòi mấy ảnh mò mẫm ôm mắp rồi ha. Má nghĩ là mình nhà ôm với ôm. Đời chó đẻ ba con thì chứ. Giờ này chắc mấy thằng bạn mình đang nút chục chục quá. Ôi làm gì là mình vô mình sụt.